Hình như trăng ở quê á, nó tròn hơn, nó đẹp hơn, mà sao cũng nhiều hơn nữa. Đúng rồi, trăng ở quê hôm nay đẹp hơn trăng thành phố ha. Tía má mới gọi điện về, nói là có thể chiều mai mới về tới đó. Không biết mọi chuyện sao rồi ha. Tội nghiệp tía má quá, lớn tuổi rồi mà phải nghe những tin sốc như vậy, không biết sao mà chịu nổi nữa. Thì chỉ có chuyện lọc thôi chứ chuyện gì nữa. Ừ. Anh nghĩ sao vậy? Này nha, đầu tiên là chuyện em với Thọ giả bộ làm người yêu của nhau. Rồi tiếp theo là chuyện Lộc từ chối gặp cô gái kia mấy lần lần đó. Kỳ vậy Khánh, tháp sát luôn, háo sát quá. Thứ ba là chuyện của anh với cô Thơ không có thành. Ờ, và bây giờ tới chuyện của em với anh nữa. Dạ, dạ cũng hay lý á. Sao mà nói nồi à? Con Lu á, là bồ của thằng Út mà lại quen với thằng Hai. Thằng Út á, lại quen với nhỏ cô giáo. Vậy mới hại à. Công nhận hồi xưa mẹ bà đẻ đúng theo số 8 luôn đó. Giống làm tiệc thiết gia mới đúng á. Cái chuyện ngoại nghĩ ra bà nghĩ được thấy đi. Tôi nói vậy thôi, làm gì ghê vậy trời. Mà tôi nói vậy chừng có thiệt đó. Tôi là ba xàm nổi danh xứ này nè, mà tôi kia chịu sư phụ luôn á. Chị ném là tám xàm mà đúng á. Tôi kế ngại lý, con này làm gì nói chuyện nhỏ cái quê mà ấy. Chuyện của anh với em á, cứu vãn tất cả mọi chuyện thì có. Bữa nay cũng biết nói giỡn đó ha. Thì đương nhiên rồi. Bởi vì anh là bạn trai của Lucy Linh thì anh phải biết vui tính. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Trời ơi. Con nằm mơ thì em cũng không ngờ là có một ngày mình sẽ như vậy á. Như vậy là sao? Thì sẽ sống ở một miền quê Thanh Bình nè. Rồi phải lòng một anh chàng bác sĩ, tính tình khôi như ngói. Chả vậy á, còn khó tính, cọc cằn nữa. Cái gì? Anh mà khó tính có chịu hả? Ừ. Ai vậy? Ra ngoài coi thử coi. Trời đất. Trời ơi, cái gì? Đứng, nằm im đó. Chi? Từ 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 nha, từ từ nha, từ từ. Rồi chưa? Chưa, nằm xuống. Nữa hả nữa, ta sát mặt luôn hả? Đúng rồi, đúng, sát. Ê, đừng có giỡn nha hai con. Ta nói là gió đưa bụi chuối sờ hè, giỡn chơi chút xíu, ai về có thai nha. Ui da. Chú bà, thím tám, hai người làm gì vậy? Lỡ té. Ôi, đêm khuya thanh vắng vậy mà có hai người, cô nam quả nữ, lấp ló bên bờ dậu, tèm 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 nha. Trời ơi, vậy chú bà Minh Quang nha, tao không gì dĩ bà cái gì đâu. Bà nó phải gu tao đâu trời. Chứ hai người làm gì đây? Chú với bà đi ngang, thấy hai đứa em ngắm trăng lãng mạn quá. Tôi gần coi có hôn gì không.